Có rất là nhiều người khi mà chúng ta bị mỡ máu ấy thì chúng ta rất là sợ cái việc mà mình ăn mỡ hay là ăn thịt ấy, bởi vì có thể nó sẽ làm tăng mỡ máu. Tuy nhiên thì nếu như mà thỉnh thoảng chúng ta ăn một vài buổi, hoặc là chúng ta có bạn bè mời mà khi mà chúng ta ăn cơm ấy, hoặc là có những người chúng ta có một cái sở thích về cái ăn đấy, thế thì ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn một cái mẹo để làm sao mà khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm đấy, có thể là chúng ta ăn thịt, chúng ta ăn kể cả ăn mỡ, nhưng mà nó vẫn là giảm cái nguy cơ bị tăng cái mỡ máu cho chúng ta. Thì ở đây là chúng ta sẽ làm tốt nhất là chúng ta nên tránh nó đi, nhưng mà nếu như mà chúng ta ăn ấy, thì mọi người làm thêm cái mẹo này nữa thì nó sẽ là hạn chế cái việc mà chúng ta bị tăng mỡ máu. Thế thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên tắc làm sao mà nó sẽ giúp cho cái vấn đề này, đó là khi mà chúng ta ăn ấy, thì nó có một cái loại nó gọi là chất xơ hòa tan. Thì khi mà chúng ta ăn cái chất béo cùng với cái chất xơ hòa tan ấy, thì chính cái chất xơ hòa tan ấy nó sẽ hòa tan được cái chất béo đấy, và nó có thể nó sẽ đào thải ra bên ngoài theo cái việc mà chúng ta đi vệ sinh. Bình thường nếu như mà chúng ta ăn chất xơ ấy, thì chất trong chất xơ nó sẽ có cái dạng chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Nếu như mà chúng ta ăn chất béo trong ấy, vào trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ là qua ruột, và nó sẽ hấp thụ cái chất béo đấy qua ruột để đi vào trong máu của chúng ta, nó đến gan của chúng ta. Nhưng nếu như mà chúng ta ăn cùng với cái chất xơ, nếu như mà chất xơ bình thường thì nó chỉ tạo ra chúng ta cái khuôn của cái phân để chúng ta đi ngoài thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta ăn thêm cùng với cái chất xơ hòa tan ấy, thì chính cái chất xơ hòa tan đấy nó sẽ là hòa tan cái chất béo vào trong cái chất xơ hòa tan đấy để nó sẽ đi ra ngoài. Mọi người hiểu cái này không nhỉ? Tức là chúng ta sẽ một cách nó sẽ dễ hiểu hơn, comment nếu như mà không hiểu, mọi người comment không hiểu xuống nha. Chúng ta sẽ hình dung như này, đó là nếu như mà chúng ta ăn chất béo cùng với một cái chất xơ mà hòa tan thì nó sẽ hòa tan cái chất béo đấy để đi ra ngoài. Còn nếu như mà chúng ta ăn mình chất béo đấy không thì cái chất béo đấy nó sẽ đi vào trong máu chúng ta để nó làm tăng cái mỡ ở trong máu. Nên nếu như mà chúng ta ăn chất béo mà ăn cùng với cái chất xơ hòa tan nữa thì cái khả năng mà cái chất béo đấy nó vào trong máu thì nó sẽ ít hơn so với việc mà chúng ta ăn một mình chất béo đấy. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta đi ăn một cái bữa ăn mà thịnh soạn, hoặc là một cái bữa mà chúng ta đã có một ai đấy mời, hoặc là thỉnh thoảng chúng ta ăn một cái bữa ăn mà có nhiều thịt, nhiều chất béo chẳng hạn, thì chúng ta chỉ cần ăn kèm với nhiều chất xơ hòa tan thôi thì nó cũng sẽ là giảm cái việc mà hấp thụ cái mỡ vào trong máu của chúng ta. Thế thì những cái thực phẩm nào nó có nhiều cái chất xơ hòa tan? Thì đầu tiên đó là ở trong cái nhóm mà cái đồ rau xanh của chúng ta, thường là cái chất xơ hòa tan thì nó sẽ có nhiều trong rau và trong hoa quả, đúng không nhỉ? Thế thì ở trong thứ nhất là trong cái nhóm mà rau của chúng ta ấy, thì nó sẽ có cái chất xơ hòa tan, nó sẽ có chứa rất là nhiều ở trong đậu của chúng ta. Các loại đậu thì khi mà chúng ta đi ăn như thế, chúng ta gọi thêm, ví dụ như chúng ta gọi thịt, chúng ta gọi thêm một món đậu nữa, đúng không nhỉ? Thì nó sẽ là ăn kèm cái đấy thì là ok. Cái thứ hai nữa là trong cái nó có một cái loại rau, những cái loại rau mà nó có chứa rất là nhiều chất xơ hòa tan mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ là ăn kèm. Thứ nhất đó là những cái bông cải xanh hay là những cái bắp cải và cà rốt. Đấy là những cái loại rau mà nó có chứa rất là nhiều cái chất xơ hòa tan. Thì thay vì chúng ta gọi những cái rau khác ấy, thì chúng ta có thể chúng ta gọi trong những cái nhóm rau này. Mọi người có thể là ăn cái lá bắp cải ấy, ví dụ như là rau xà lách hay bông cải xanh, chúng ta ăn cùng với thịt thì nó sẽ là giảm cái việc mà hấp thụ được cái cholesterol. Thì chúng ta sẽ ăn kèm với những cái này, cà rốt này, bắp cải xanh này, bông cải xanh này hay là bắp cải đấy, thì chúng ta ăn cùng với cái thịt thì nó sẽ giảm cái hấp thu cái chất xơ hòa tan vào, cái cholesterol vào. Cái thứ hai, cái món thứ hai nữa mà chúng ta sẽ gọi cùng đó là các loại đậu, hạt đậu hay là quả đậu, thì chúng ta cũng sẽ là gọi thêm những cái đấy vào, thì nó cũng sẽ là giúp cho cái việc mà hạn chế cái việc mà hấp thụ cái chất béo vào trong cái ruột của chúng ta. Cái thứ ba nữa là gì? Đó là ở trong cái nhóm mà nhóm cái đồ tráng miệng ấy. Thế thì một số những cái loại hoa quả mà có chứa rất là nhiều chất xơ hòa tan mà chúng ta có thể là chúng ta ăn kèm để mà giúp cho việc mà giảm hấp thụ của cái mỡ máu, tức là sau khi mà chúng ta ăn xong chúng ta ăn cái đồ tráng miệng, thì đấy là những cái loại quả có múi. Đặc biệt là chúng ta sẽ có cam, có bưởi, cam quýt bưởi gì đấy, thì ở trong cái cam quýt bưởi đấy thì có chứa rất là nhiều chất xơ hòa tan. Nhưng mà nhớ là chúng ta ăn cả múi nha, chứ không phải là chúng ta ép nước ra để chúng ta lấy. Nên là ví dụ như sau khi mà chúng ta ăn xong ấy, thay vì chúng ta gọi những cái đồ tráng miệng là mít hay là chúng ta gọi dưa hấu, thì chúng ta có thể là chúng ta gọi là cam hoặc là bưởi, thì nó rất là tốt cho cái việc mà nó sẽ đào thải cái chất béo ở trong cái mỡ mà chúng ta ăn vào ấy. Mọi người hình dung cái này không nhỉ? Ngoài ra nữa thì nó sẽ có một số những cái quả khác nữa, nó cũng chứa rất là nhiều chất xơ hòa tan, như là lê này, như là mận này, như là đào này, như là táo này. Thì đấy là những cái loại quả mà chúng ta có thể chúng ta ăn kèm. Một là những cái loại quả có múi, ok, đấy là cái ưu tiên đầu tiên. Hai, nếu như mà trong cái bữa đấy mà cái đồ tráng miệng nó không có những cái đấy thì chúng ta có thể chúng ta gọi là lê, mận, đào hay là táo, thì đấy chính là những cái quả mà nó chứa rất là nhiều cái chất xơ hòa tan mà chúng ta ăn kèm sau khi mà chúng ta ăn cái chất béo
hay là một cái bữa ăn mà chúng ta ăn nhiều thịt. Thì đây chính là cái mẹo để làm sao mà mặc dù là chúng ta ăn chất béo vào nhưng nó lại không hấp thụ vào trong ruột của chúng ta, mà nó sẽ được đào thải ra bên ngoài thông qua cái việc mà đường phân của chúng ta. Thì một là những người mà chúng ta có cái mỡ máu cao, hay kể cả những người mà chúng ta chưa bị bệnh lý mỡ máu cao mà chúng ta ăn thịt hàng ngày ấy, thì hãy tạo ra cái thói quen này. Nếu như mà hàng ngày mà chúng ta ăn nhiều thịt thì hãy ăn kèm với những cái loại rau xanh như là bắp cải xanh, như là cà rốt, hay là những cái loại đậu. Và thì đấy, những cái món rau mà chúng ta ăn cùng. Và chúng ta nên ăn tráng miệng bằng cách là những cái quả có múi như là cam, quýt, bưởi, hay là những cái loại quả như là táo, như là lê, như là mật, như là đào. Thì đấy là những cái mà nó sẽ giúp cho việc mà tăng cái đào thải của cái mỡ máu ra bên ngoài, hạn chế cái việc mà hấp thu vào trong cái đường ruột của chúng ta. Hy vọng là đây là một trong những cái mẹo để giúp cho mọi người có thể là kiểm soát được cái mỡ máu tại nhà của chúng ta. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.